Và đây chính là cái phần động cơ mà sau khi đập ra xong, thì như các bạn có thể thấy ở đây, thì động cơ, nếu mà động cơ 3 pha không chỗ thang thì nó sẽ gồm một cái lõi sắt non được quấn dây đồng như thế này đây. Thì ở đây nó sẽ được chia ra 3 cụm tương ứng với 3 pha chính của cái động cơ này. Và như cái động cơ này nó cũng được trang bị thêm 3 cái con chip này. Thì 3 con chip này nó sẽ làm nhiệm vụ giúp cho cái động cơ của các bạn nó có thể hoạt động êm ái hơn. Và khi mà các bạn đề 3 thì nó cũng sẽ êm hơn. Bây giờ mình sẽ để gần hơn một tí. Đấy, thì như các bạn có thể thấy ở đây thì nó có 3 cái con chip rất là bé như thế này. Thì 3 con chip này nó sẽ ra 5 dây. Đó chính là 5 dây chip mà mình thường hay nói, thì nó sẽ đi chung một cái rác như thế này đây. Phần này là phần nắp động cơ như lúc nãy mình đã mở. Và để cho cái động cơ này nó có thể chạy được thì bên trong nó sẽ luôn luôn có một cái rãnh gồm một dãy 500 như thế này. Và bởi vì đây là một cái động cơ nó còn rất là mới, cho nên là mở ra như này thì bên trong nó sẽ không có gì cả. Và nếu như mà theo đúng tiêu chuẩn thì bình thường cái phần lõi sắt non này nó sẽ không được chạm vào cái phần 500 này. Bởi vì khi mà chạm vào phần 500 này thì bánh nó sẽ gây ra hiện tượng kẹt, hoặc là động cơ này nó sẽ thường bị nóng lên. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì nó sẽ có một cái bạc đạn, hay còn gọi là cái vòng bi. Thì cái vòng bi này nó sẽ làm nhiệm vụ để mà nó giữ cái phần trục của cái ruột động cơ này lại, để mà nó có thể cố định hơn. Thì cái vòng bi này nó đang có giá trị là 6203. Và trong một số trường hợp mà nước nó có thể vào trong động cơ này, tại vì là không phải là cái động cơ nào nó cũng có thể kháng nước được. Và cái mức độ kháng nước của nó rất là thấp. Và khi mà sau một thời gian các bạn sử dụng thì nếu mà các bạn đi ngâm nước quá lâu thì nước nó có thể rất dễ vào trong này, và nó sẽ khiến cho động cơ của các bạn nó rất là dễ bị sét. Và sau một thời gian dài nếu mà nước vào thì trường hợp nó sẽ như thế này là thì động cơ nó sẽ bị sét, cho nó không thể mà còn mới như cái này được. Thì ở đây mình đang có một cái lõi động cơ mà bị sét rồi đây. Ok, và kể cả cái vành 500 này nữa. Cái vành 500 này sau khi các bạn sử dụng một thời gian mà nếu như mà nó bị nước vào thì nó cũng sẽ bị sét luôn. Và những cái gỉ sét đó thì nó sẽ làm cho cái phần 500 này nó sẽ dính vào cái lõi sắt non này, khiến cho cái lõi sắt non này nó không thể mà quay trơn tru như thế này được. Mình thấy thì để mà cấu tạo lên một cái bộ động cơ thì nó chỉ gồm có bấy nhiêu đó.